Truyền thông phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được xem như điểm đến cuối cùng cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nơi đây đã dang rộng vòng tay đón nhận và hỗ trợ điều trị miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước. Niềm tin được khơi dậy từ những câu chuyện truyền cảm hứng, nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã tìm đến phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với hy vọng mong manh được tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác. Họ đã từng trải qua nhiều phương pháp hỗ trợ điều trị khác nhau nhưng không được hiệu quả như mong muốn. Tiếp xúc với phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí qua các kênh truyền thông hoặc lời giới thiệu từ những bệnh nhân đã hỗ trợ điều trị thành công tại đây, họ như được tiếp thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ y sĩ nhân viên tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đều là những người giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực điều trị ung thư. Họ luôn tận tâm, chu đáo và dành sự quan tâm đặc biệt cho từng bệnh nhân. Phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư tại đây kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, sử dụng các bài thuốc từ thảo dược thiên nhiên an toàn và hiệu quả. Hành trình hồi phục đầy kỳ diệu, nhờ sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ y sĩ, nhân viên và sự hỗ trợ của bản thân, nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã có những tiến triển tích cực sau khi được hỗ trợ điều trị tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Họ dần lấy lại được sức khỏe, tinh thần lạc quan và có thêm niềm tin vào cuộc sống. Phòng khám cha thường nơi hy vọng được lan tỏa. Câu chuyện về phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã truyền cảm hứng cho nhiều người, mang đến niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân ung thư và gia đình của họ. Nơi đây là minh chứng cho sự nhân văn và lòng bác ái của người thầy thuốc, là điểm tựa vững chắc cho những ai đang trong cuộc chiến chống lại ung thư quái ác. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày sinh nhật cha Vero Nguyễn Văn Tường 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 2024, tập thể các thầy thuốc, nhân viên, bệnh nhân và người nuôi của phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đang hân hoan thi đua lập thành tích để chào mừng ngày trọng đại này. Với tinh thần ăn cây cỏ buông bỏ cho không, lấy di nguyện của cha Vero Nguyễn Văn Tường làm kim chỉ nam, mỗi cá nhân trong phòng khám đều nỗ lực hết mình trong công tác chuyên môn, rèn luyện y đức, trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề để mang đến cho bệnh nhân sự chăm sóc y tế tốt nhất. Một số hoạt động thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Các thầy thuốc tích cực tham gia cập nhật kiến thức y khoa mới để áp dụng vào công tác thăm khám và hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư. Tăng cường thái độ phục vụ, nhân viên y tế luôn ân cần chu đáo giải đáp thắc mắc của bệnh nhân và người nhà một cách tận tình. Tham gia các hoạt động thiện nguyện, các thầy, nhân viên và bệnh nhân của phòng khám tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối gặp khó khăn. Nhờ sự nỗ lực của tập thể phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã đạt được nhiều thành tích khích lệ trong thời gian qua, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tăng, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân đạt hiệu quả cao. Ý nghĩa của hoạt động thi đua chào mừng sinh nhật cha Vero Nguyễn Văn Tường không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại phòng khám mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao cống hiến to lớn của cha Vero trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là dịp để các thầy, nhân viên, bệnh nhân và người nuôi gắn kết yêu thương, đoàn kết hơn, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung là mang đến những điều tốt đẹp nhất cho xã hội. Phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành đoàn thể và toàn thể bệnh nhân.
Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng phòng khám trong thời gian tới để chúng tôi có thể thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh giúp ích cho đời và yêu thương cho không của mình. Xin trân trọng. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trưa, trong quán chợ chiều. Hằng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc lối. Hằng ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn,
san sẻ áo cơm sưởi ấm lòng người. Lời ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài. Lời ngài con không dám quên, yêu ngài là yêu anh em. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi bác công nhân, trong bác nông dân ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các nẻo đường, ông bà mến thương em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đám tang qua, em bé sinh ra niềm vui tràn ngập. Hằng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo, yêu điều sắc sơ bình an phận người. Lời ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài. Lời ngài con không dám quên, yêu ngài là yêu anh em. Chúa như ánh dương lên, chim hót hân hoan ngày vui khởi đầu. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời. Hằng ngày con gặp được Chúa khi ánh trăng soi đưa lối con đi, màn đêm phủ đầy. Hằng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường, yên niềm phố đêm buồn vui phận người. Lời ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân chính yêu ngài. Lời ngài con không dám quên, yêu ngài là yêu anh em. Lời ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài. Lời ngài con không dám nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài. Lời ngài con không dám quên, yêu ngài là yêu anh em. Lời ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.